thiếu đất cây sông sống với ai, truyền trong năm mẫn tình cây và đất, cây bám rễ sâu đất ôm chặt tận đáy lòng. Nhưng con đường trải dài bóng mát, những mảnh vườn trái ngọt cây xanh, ôi đẹp làm sao tình cây và đất đem đến môi sinh mạch sống cho đời. Trời sẽ của ngày say, rồi mai đây anh là đất em là cây, vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vinh. Đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở, cây thiếu đất cây sông sống với ai, chuyện trăm năm mẫn tình cây và đất, cây bám rễ sâu đất ôm chặt tận đáy lòng. Những con trải dài bóng mát, những mảnh vườn trái ngọt cây xanh, ôi đẹp làm sao tình cây và đất đem đến môi sinh mạch sống cho đời. Trời sẽ của ngày say, rồi mai đây anh là đất em là cây, vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vinh hằng. Những con đường trải dài bóng mát, những mảnh vườn trái ngọt cây xanh, ôi đẹp làm sao tình cây và đất đem đến môi sinh mạch sống cho đời. Trời sẽ duyên nên khiến em gặp anh, cho lứa đôi kết thành mộng ước của ngày xanh, rồi mai đây anh là đất em là cây, vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vinh hằng, vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vinh hằng, vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân. Đó, thì chúng tôi rất mong là sau đây một vài tháng nữa, khi mà công ty có cái hiệu quả của cái việc làm đầu tiên là trồng 3 hectare bầu xuất khẩu tại địa phương, thì các lãnh đạo địa phương cũng như bà con sẽ được chiêm nghiệm. Đấy, chúng tôi coi như đó là một cái mô hình mẫu để bà con học tập. Và nếu mà bất cứ một bà con nào có hợp tác bằng đất hoặc là muốn học hỏi quy trình, cùng với chúng tôi sẽ tự cấp toàn bộ giống, phân bón và bao tiêu đầu ra cho bà con. Đấy, thì tinh thần là hiện nay thì chúng tôi đã đủ về quy mô cho trong 3 tháng tới.
Còn sau 3 tháng thì chúng tôi sẽ triển khai một chương trình rất là lớn, không những tại Nghĩa Hưng, Nam Định, mà chúng tôi sẽ triển khai lần lượt trên 9 huyện của tỉnh Nam Định. Thì xin một lần nữa là bà con vui hay không vui thì cũng xin là một tràng pháo tay để cổ vũ cho công ty ạ. Bây giờ tôi xin sửa sai một lần nữa là tôi hát bài Một đời người một rừng cây ạ. Nó có lẽ nó hợp với giọng hơn. Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người trẻ trung như cung hoa, hồn nhiên như là ánh lửa chiều hôm khi gió về. Cây đã mọc từ thuở nào trên đồi núi thật cằn cỗi. Toàn thể hôn trường
và toàn thể coi như là các vị đại biểu bà con với bài hát tình ta biển đạm bạc đồng xanh. Không ngại khi mưa tan ơ trên đoàn thuyền hai ông sắp tôi nhớ đầu hàng quê cánh cò bay trên tan đùa đời đó với trang chừa bao tình xưa tại ta đố còn sản xuất thương mại Hướng Dương nhiệt liệt đón chào các quý vị đại biểu đến tham dự lễ khai trương của chúng tôi tại địa chỉ tổ dân phố số 6 thị trấn Rạng Đông ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay. Kính thưa quý vị và toàn thể khách quý, công ty cổ phần sản xuất dịch vụ thương mại Hướng Dương được thành lập với tiêu chí đem đến sản phẩm tốt nhất cho người nông dân nhằm mục đích cung cấp cho dịch thị trường nông dân các sản phẩm sạch và mong muốn trở thành người chỉ đường cho bà con nông dân làm nông nghiệp hữu cơ. Chúng tôi hiện cung cấp trên thị trường các chế phẩm vi sinh, các sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh, các chế phẩm vi sinh, bên cạnh đó bằng các ứng dụng công nghệ vi sinh, các dịch vụ hiệu quả cao bao gồm tư vấn sử dụng và kiểm nghiệm phân bón, xử lý và chữa bệnh cho cây trồng, xử lý môi trường, cải tạo đất, cân bằng hệ sinh thái, các giá thể cây trồng. Công ty chúng tôi sản xuất và cung ứng
và bao tiêu các thành phẩm. Đến với chúng tôi hôm nay có sự góp mặt của các vị đại biểu, các cấp chính quyền, ủy ban nhân dân, các vị khách quý, các công ty và đối tác chiến lược cùng toàn thể nhân dân ngày hôm nay. Về phía đại biểu tỉnh Nam Định gồm có Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định, các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nam Định, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp, Liên minh Hợp tác xã các tỉnh và tỉnh Nam Định, đại biểu huyện Nghĩa Hưng gồm có Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Nghĩa Hưng, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, đại diện về thị trấn Rạng Đông thì gồm có các đảng ủy, ủy ban nhân dân, phó chủ tịch ủy ban nhân dân gồm ông Nguyễn Duy Phong, thường vụ đảng ủy ạ, và gồm có các chủ tịch hội nông dân, chủ tịch hội phụ nữ, cán bộ tư pháp. Về phía công ty cổ phần vi sinh Michelinai gồm có ông Tô Đức Nhuần, chủ tịch hội đồng quản trị, ông Cao Bá Muồn, phó tổng giám đốc và cùng các lãnh đạo của công ty, ông Nguyễn Tuấn Cảnh, giám đốc chi nhánh Thái Bình. Tham dự buổi hội thảo hôm nay cũng có sự hiện diện của khách mời đáng quý là các nhà khoa học, gồm có ông Lê Quang Huấn, phó giáo sư tiến sĩ sinh học, cố vấn ạ. Ông Trương Hợp Tác, tiến sĩ khoa học kỹ thuật, trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị. Ông Hồ Tuyên, tiến sĩ công nghệ sinh học, trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị. Ông Hồ Hồng Quang, cục trồng trọt Bộ Nông nghiệp. Ông Lê Quang Hòa, trung tâm giống cây trồng Bộ Nông nghiệp. Và các đại diện của cán bộ tổ dân phố số 2, cán bộ tổ dân phố số 6 cùng các cán bộ nòng cốt là 10 đội sản xuất nông trường và đông đảo đại diện quý bà con nông dân tại địa phương ngày hôm nay. Bắt đầu buổi lễ thì xin kính mời bà giám đốc công ty Bùi Thị Phi Nga lên tuyên bố khai mạc và chia sẻ phương hướng phát triển sản phẩm. Các quý đại biểu, lãnh đạo các cấp tỉnh, huyện, thị trấn, các quý lãnh đạo hôm nay là đang tập đoàn Habimex đang trên đường đến đây. Các quý lãnh đạo của công ty cổ phần vi sinh Michelinai, kính thưa là các quý bà con cô bác thân thương, hôm nay thì chúng tôi rất là khiếm khuyết vì là cái tổ chức ấy nó cũng có cái phần là hơi chệch choạc là vì các lãnh đạo đi từ xa đến. Từ Hà Nội đến thì cũng có những cái trắc trở, thành ra đến giờ này mới về được đến đây. Thì hiện nay đây là lãnh đạo của tập đoàn đã đến được nhờ tham dự cùng các quý đại biểu và bà con. Thì đầu tiên là tôi xin thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty sản xuất dịch vụ thương mại Hướng Dương gửi lời chào nồng nhiệt, lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị về dự trong buổi hôm nay. Xin một tràng pháo tay ạ. Cũng như đã chia sẻ với bà con những giây phút chờ đợi, thì sau hơn một tháng gấp rút chuẩn bị, công ty chúng tôi là đón được nhờ được sự hỗ trợ tận tình của tập đoàn Habimex và sự hợp tác thân thiện của công ty cổ phần Michelinai, và đặc biệt là sự quan tâm của tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo tỉnh, huyện và thị trấn Rạng Đông, và đặc biệt là sự hưởng ứng nhiệt liệt của bà con nông dân thị trấn. Xin một tràng pháo tay ạ. Hôm nay thì trong cái trời tiết mùa thu đầy nắng và đượm đà hương cốm này, tôi là người đứng đầu doanh nghiệp xin tuyên bố khai mạc lễ khai trương của công ty cổ phần sản xuất dịch vụ thương mại Hướng Dương. Xin cảm ơn quý vị.
kính mời các vị đại biểu và một đồng chí ạ. Để góp phần nâng cao về tổ chức thì ngày hôm nay có rất nhiều các đơn vị đến và đã gửi những lặng hoa rất là đẹp để chúc mừng công ty. Thì xin kính mời đại diện của công ty Mechianai lên tặng bó hoa cho công ty. Vâng, xin một tràng pháo tay đi ạ. Mời bên đại diện cục trồng trọt và bảo vệ thực vật xin bác lên tặng hoa cho quý công ty ạ. Đến với chúng ta hôm nay thì có tập đoàn Habimax, ông Nguyễn Hữu Hùng, tổng giám đốc. Đang chỉ mời hay để ông Vũ Văn Tuất, phó tổng giám đốc và cùng lãnh đạo công ty. Chị công ty cổ phần Vi Sinh Mechianai, ông Tô Đức Nhuần phát biểu về sản phẩm của công ty. Các cụ công các bà, kính thưa các đồng chí đại diện và các cơ quan đoàn thể, thưa toàn thể mọi người đã dự hội nghị hôm nay. Tôi tên là Tô Đức Nhuần, là chủ tịch cho hội đồng quản trị của công ty cổ phần Vi Sinh Mechianai. Thưa quý vị, tôi rất vinh dự khi được đứng trên cái cuộc phát biểu này, xác nhận một cái việc là bà con nông dân chúng ta là ủng hộ cái sản phẩm của chúng tôi. Giới thiệu mấy hội nghị là chúng tôi hôm nay có các giáo sư tiến sĩ đồng ngành ở Viện Hàn Lâm cùng với chúng tôi, rồi các cổ đông sáng lập đã lặn lội nghiên cứu và ứng dụng thành công trên nhiều vùng miền trên cả nước cái sản phẩm này. Cảm ơn tập đoàn Habimax đã kết nối chúng tôi với công ty Hướng Dương và hôm nay đã được các bà con ở địa tỉnh nhà. Cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình và ủng hộ cái sản phẩm của chúng tôi. Cũng qua hôm nay thì tôi cũng trân trọng giới thiệu là các anh về chuyên môn, mấy anh giáo sư tiến sĩ về chuyên môn về lĩnh vực này, nếu các hội nghị cho phép anh sẽ giới thiệu về các cái sản phẩm, ví dụ như là sử dụng nó như thế nào. Vừa rồi tôi được biết là đã ứng dụng và thử nghiệm ở trên này, như ủ một cái đống, xin lỗi nói từ tục một chút, là đống phân. Sau một thời gian rất ngắn thì đống phân đã được phân hủy, bà con sử dụng mà không có mùi, không có gì, mà bà con chắc là có một thời gian nữa thì kiểm nghiệm chất lượng. Rồi là một số bà con sau khi chúng tôi đến đây thì đã đề nghị với cán bộ của chúng tôi là cung cấp sản phẩm đó ngay bây giờ cho bà con. Nhưng ở đây đã có công ty Hướng Dương thay mặt chúng tôi đưa cái sản phẩm của chúng tôi đến với bà con rồi, thì mọi liên hệ các thứ mọi người cứ gặp công ty Hướng Dương. Được công ty Hướng Dương sẽ bán sản phẩm của chúng tôi và chỉ sản phẩm của chúng tôi, là độc quyền phân phối trên cả cái tỉnh này dưới sự dẫn dắt của cái tập đoàn Habimax. Thì tôi mong rằng là cái sản phẩm đích thực mà chúng tôi trông chờ đến mang đến cho bà con, rất mong bà con ứng dụng thành công, làm cho đất sạch, nước sạch, thực phẩm sạch, chúng ta ăn uống sinh hoạt sau này hậu thế sẽ không bị những cái bệnh như mà mãn tính, như là bệnh ung thư, bệnh nọ, bệnh kia, là rất là nhiều bệnh phòng được và chữa được những bệnh như vậy. Thế nên mong muốn là bà con đã ứng dụng và thử nghiệm,
rất mong cả bà con đến với công ty Hướng Dương. Xin cảm ơn ạ. Tiếp theo kính mời ông Nguyễn Lộc, đại diện tập đoàn Habimec lên phát biểu ạ. Kính thưa các quý vị quan khách, các lãnh đạo sở ban ngành tỉnh Nam Định và địa phương, tôi là một kính thưa đồng bằng bà con. Tôi là đại diện cho cái tập đoàn Habimec, được cái may mắn là cùng đồng hành chung tay với lại tập đoàn Habimec, và chúng tôi cũng có cái may mắn đó là có công ty Hướng Dương ngày hôm nay tổ chức một cái sự kiện mà được tất cả công tác mọi người ở đây tham dự, thì cũng tiếp lời anh chủ tịch của Habimec đó là cái mong muốn của tập đoàn Habimec hay là Michelin này, bà con nông dân sẽ là người để lợi hưởng lợi đầu tiên từ những cái chương trình nông nghiệp hữu cơ xanh sạch và tốt, các giá trị gia tăng từ đây cũng sẽ là người nông dân được hưởng đầu tiên. Thì không biết nói gì hơn là cảm ơn sự có mặt của tất cả các quý vị quan khách, các lãnh đạo và bà con. Xin được một lời cảm ơn. Cảm ơn tất cả. Dạ, xin kính mời ông Trương Hợp Tác, tiến sĩ khoa học kỹ thuật, trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị lên phát biểu ạ. Kính thưa tất cả bà con, kính thưa tất cả các vị lãnh đạo. Thì trước hết cho các tôi được xin phép chúc mừng cái lễ khai trương của công ty ngày hôm nay, và mong rằng công ty sẽ phát triển một cách là tốt đẹp. Thì với tư cách là cán bộ kỹ thuật và những người làm về vấn đề và chuyên môn, thì chúng tôi muốn gửi tới tất cả bà con với các đồng chí lãnh đạo một cái thông điệp như thế này. Tức là mục tiêu của công ty cổ phần Michelin này là tạo ra những cái bộ sản phẩm, và những bộ sản phẩm này để phục vụ cho việc phát triển sản xuất một cách là an toàn nhất, tốt đẹp nhất đối với người nông dân, đối với môi trường và đối với sản phẩm chúng ta. Thế thì những cái mà chi tiết ấy, thì tiến sĩ Tuyên sẽ trình bày chi tiết hơn. Là một cái, thứ hai nữa là cái hướng dẫn sử dụng, thì có lẽ là chúng ta phải chờ đến những cái buổi hội thảo chuyên môn về cái này thì sẽ nói chi tiết hơn về cái vấn đề này. Nhưng mà chỉ có một điều là đấy là đại diện cho về mặt chuyên môn, thì chúng tôi hướng tới nông nghiệp Việt Nam là một cái nền nông nghiệp sạch, và chúng tôi đưa ra những bộ sản phẩm là những bộ sản phẩm tốt nhất trong cái nền nông nghiệp Việt Nam, không sử dụng các loại thuốc hóa học, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mà hóa học gây tác hại cho con người. Thế thì nhân dịp cái buổi mà khai trương ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin là chân thành giới thiệu những cái bộ sản phẩm chúng tôi, và mong rằng khi bà con sử dụng thì bà con cũng có cái phản ánh trở lại để chúng tôi hoàn chỉnh những bộ sản phẩm này tốt hơn nữa. Xin chúc và chân thành tôi tốt đẹp. Tiếp theo xin kính mời ông thạc sĩ Hồ Hồng Quang, cục trồng trọt bộ nông nghiệp lên tặng hoa cho quý công ty ạ.
xin kính mời ông tiến sĩ Hồ Tuyên, tiến sĩ công nghệ sinh học, trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị lên phát biểu. Xin một tràng pháo tay. Kính thưa tất cả các vị khách quý đã đến dự buổi hôm nay. Kính thưa tất cả các vị khách quý là bà con nông dân tại Nghĩa Hưng. Tôi thì xin tự giới thiệu là Hồ Tuyên và cũng trên 30 năm công tác tại Viện Công nghệ Sinh học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Cũng gần đấy năm trời gắn bó với nông nghiệp, gắn bó với các chế phẩm vi sinh và cũng gần đấy năm trời học hỏi rất nhiều điều từ bà con nông dân. Thực tế thì có đi đến được với bà con nông dân thì mới biết mình đang làm gì. Tôi xin vào luôn vấn đề về phân bón vi sinh này và tại sao chúng tôi lại làm như thế. Nói về phân bón, chúng ta coi nó như một thứ thức ăn cho cây trồng, giống như chúng ta chăm sức khỏe cho chúng ta. Nguyên lý của chúng tôi làm việc đó là gì? Đã là gọi là nguồn thức ăn, bao giờ chúng tôi cũng phải đảm bảo đủ 4 yếu tố trong một nguồn thức ăn, một nguồn dinh dưỡng cho cây trồng. Yếu tố thứ nhất đó là dinh dưỡng. Dinh dưỡng cho cây trồng như bà con đã hiểu đó là đạm, lân, kali, đó là trung lượng canxi, magie, lưu huỳnh. Đó là yếu tố thứ nhất phải đảm bảo cho cây trồng. Yếu tố thứ hai là một yếu tố rất quan trọng, đó là các chủng giống vi sinh vật đảm bảo cho cây trồng. Bởi vì sao chúng ta lại cần vi sinh vật trong nguồn dinh dưỡng cho cây trồng? Chúng ta cứ hình dung rằng trên thế gian này nếu không có vi sinh vật thì kể cả con người, kể cả động vật, kể cả thực vật sẽ không tồn tại. Trong cơ thể chúng ta, trong mỗi đường tiêu hóa của con người chúng ta có trên 200 chủng vi sinh vật đang hoạt động, đang giúp chúng ta có sức khỏe như ngày hôm nay, đang giúp chúng ta từ bé đến lớn. Trong cây trồng, trong nhựa cây trồng có từ 200 đến 300 chủng vi sinh vật hoạt động trong nhựa cây trồng. Đó là các vi sinh vật nội sinh giúp cho cây trồng sinh trưởng phát triển tốt mạnh. Thế và kể cả tất cả các động vật sống trên trái đất này đều cần đến vi sinh vật. Vi sinh vật trong phân bón bao giờ chúng tôi cũng phải đảm bảo được 4 yếu tố của vi sinh vật. Đó là vi sinh vật phân hủy hữu cơ, vi sinh vật cố định đạm, vi sinh vật phân giải lân và vi sinh vật đối kháng lại những vi sinh vật gây bệnh cho cây trồng. Đó là nguyên lý làm việc của chúng tôi. Yếu tố thứ ba đó là vi lượng. Vi lượng rất cần cho vấn đề tổng hợp, cho vấn đề sinh trưởng vi sinh vật, cho cung cấp vi lượng cho cây trồng. Chúng ta hình dung vi lượng cần thiết cả cho con người. Ví dụ chúng ta ăn thiếu iốt, những người dân ở trên miền núi ăn muối thiếu iốt có thể nói 20-30% bà con bị yếu cổ, bị bệnh yếu cổ. Đó là vi lượng. Chúng ta thiếu một cái vi lượng gì đó thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người chúng ta. Đối với cây trồng cũng vậy thôi, vi lượng là yếu tố thứ ba rất cần thiết. Yếu tố thứ tư đó là các chất điều hòa tăng trưởng. Các chất điều hòa tăng trưởng giúp cho con người chúng ta, giúp cho cây trồng, cho động vật có thể hấp thụ được thức ăn. Có những người gọi đó là hormone sinh trưởng. Con người cũng cần, động vật cũng cần, vi sinh vật cũng cần. Đó là 4 yếu tố thiết yếu cho một cây trồng. Và chế phẩm và phân bón của công ty Michelin liên tục dõi theo 4 yếu tố đó và đáp ứng đầy đủ 4 yếu tố đó cho một cây trồng. Đấy là cái nét cơ bản. Kính thưa bà con, chúng tôi làm những việc này phải tuân thủ theo một nguyên tắc. Nguyên tắc của chúng tôi là gì? Đó là tôn trọng tự nhiên. Đó là nguyên tắc thứ hai. Nguyên tắc thứ nhất và nguyên tắc thứ hai đó là thuận theo tự nhiên. Không bao giờ chúng ta có thể dùng một cái gì đó để tiêu diệt được hết tất cả các tập đoàn vi sinh vật đang sống với chúng ta. Tôi nói ví dụ bệnh virus corona đến bây giờ chúng ta vẫn chưa dập được. Nhưng dập con này biến sang con khác. Vi sinh vật là vậy.
chúng ta chỉ có thể ở mức độ hạn chế tới mức tối đa sự phát triển của tập đoàn này bằng những vi sinh vật hữu ích của chúng ta đang có trong tự nhiên, đó gọi là thuận theo tự nhiên. Đó là yếu tố về nguyên tắc làm việc của chúng tôi. Thế thì khi cách đây được khoảng nửa tháng, 20 ngày, chúng tôi xuống đây, các vị có thể thấy khi mà tôi nhìn thấy một đống dơm 5 tấn đó, ngay lập tức tôi hướng dẫn cho công ty Hương Dương. Hiện nay công ty Hương Dương đã ủ cái đống dơm đó để sau này làm mùn, làm phân bón, là cái nguồn nguyên liệu ngay tại chỗ có của địa phương bằng chính chế phẩm HT của Michelin này. Kết hợp với nó, đó là phân trâu, phân bò. Con trâu, con bò, nó ăn cỏ, nó ăn dơm, và chúng tôi đã sử dụng hệ thống vi sinh vật ngay trong bụng con trâu, con bò đó để tạo ra một cái nguồn phân bón. Tức là chúng tôi đã đi theo hướng, theo con đường của tự nhiên. Sau đây các chế phẩm vợ được phân phối bởi công ty Hương Dương là những chế phẩm chúng tôi phải tuân thủ theo nguyên tắc đó. Đó là về dinh dưỡng cây trồng. Về vấn đề sâu, về vấn đề bệnh, bệnh do nấm mốc phát triển gây cây củ quả bị chết, sâu do sâu bệnh phá hoại cây trồng, thì chế phẩm của Michelin cũng phải đảm bảo được yếu tố hữu cơ nằm ở trong này. Tức là chúng tôi sử dụng các loại thực vật, quả, hạt mà có tính đối kháng với những vi sinh vật gây bệnh, đối kháng với những sâu bệnh hại cây trồng để làm ra chế phẩm. Chúng tôi sử dụng các cái tập hợp vi sinh vật hữu ích có tính đối kháng lại với những vi sinh vật gây hại. Đó là nguyên tắc về bảo vệ cây trồng của chúng tôi. Trong nguyên tắc làm việc về bảo vệ cây trồng, bao giờ chúng tôi cũng đề cao cái khả năng miễn dịch của cây trồng. Tự cây trồng phải có khả năng miễn dịch, giống như chúng ta nuôi một đứa trẻ có khả năng miễn dịch ngay từ đầu thì đứa trẻ phát triển rất tốt. Vậy thì yếu tố trong bảo vệ thực vật của chúng tôi đó là nâng cao khả năng miễn dịch cho cây trồng và phát hiện sớm các loại bệnh chuẩn bị phá hoại cây trồng. Đó là nguyên tắc làm việc. Xin giới thiệu với bà con, đây chính là chế phẩm HT mà đã sử dụng trong quá trình ủ dơm, và đống dơm đó đã đang ở đâu cách đây độ khoảng hơn một cây số thì công ty Hương Dương sẽ giới thiệu, và hiện nay bà con cũng có thể tham quan luôn cái đó. Đây là chế phẩm TDN dạng bột dùng để bón lót dạng bột. Toàn bộ cái này được làm bằng con đường lấy những phế thải của nông nghiệp bằng con đường ủ hoai mục với các chủng vi sinh để làm ra chế phẩm này bón lót cho cây trồng. Đó là chế phẩm TDN và phân bón TDN1. Thì đối với mỗi một cây trồng chúng tôi đều tính toán đầy đủ các cái hàm lượng cho cây trồng. Xin giới thiệu với bà con, đây ấy là chế phẩm THT. Hộp này vẫn chưa được mở, trời ạ. Đây là chế phẩm dạng lỏng thuộc một trạng thái của chế phẩm phun bón lá, bón gốc, tăng cường quá trình bón thúc cho cây trồng. Cây trồng có thể hấp thụ dinh dưỡng, hấp thụ vi sinh vật không những qua bộ rễ mà còn qua hệ thống mở lỗ khổng của lá cây trồng. Đây là chế phẩm NPD, chế phẩm loại trừ, ức chế các chủng vi sinh vật gây bệnh cho cây trồng. Người ta hay gọi đó là dịch bệnh do vi sinh vật gây ra. Trong này là cả một tập hợp các chủng vi sinh vật hữu ích. Chế phẩm NVD của chúng tôi là chế phẩm phòng trừ bệnh, sâu bệnh cho cây trồng. Dựa trên nguyên lý là các chủng vi sinh vật sinh ra các tinh thể độc, khi con sâu ăn vào thì
nó sẽ bị chết. Nó sẽ bị chết vì nó bị phá hủy đường ruột bằng con đường vi sinh vật, kết hợp với một số loại thảo dược có trong tự nhiên. Thì những cái thảo dược ấy, tôi nói thực sự theo một cái nguyên lý của tự nhiên, cây trồng bao giờ cũng bảo vệ đời sống của mình. Bất kỳ sinh vật nào trên thế gian này đều muốn sống, kể cả cây trồng. Nó sẽ có những cái nguyên lý sinh ra độc tố để chống lại những cái sự hủy hoại thế hệ của các cây trồng. Và chúng tôi tận dụng những cái đấy. Chúng tôi nhìn thấy những cái cây không bao giờ bị sâu bệnh, chúng tôi sử dụng những cái cây đó và chiết tách những hoạt chất có trong đó để bảo vệ cây trồng. Đấy, đấy là những cái nguyên lý mà chúng tôi đang sử dụng. Hiện nay thì có cả Phó Giáo sư Lê Quang Huấn đang làm rất nhiều vấn đề về nano trong phân bón. Cái yếu tố nano là để cho các cái hoạt chất đó được hấp thụ nhanh nhất vào trong cây trồng, để các cái hoạt chất đó có tác dụng bảo vệ cây, cho cây trồng ngay lập tức. Thì chúng tôi làm việc theo cả một tập thể các nhà khoa học để phát triển lên một trạng thái các chế phẩm, các dòng phân bón không những nuôi dưỡng cây trồng mà còn bảo vệ cây trồng. Thế thì xin thưa với bà con nông dân, mỗi một loại chế phẩm sẽ có hướng dẫn sử dụng ở đây, nhưng đối với mỗi một loại cây trồng thì yêu cầu có những cái cảnh báo rất cụ thể cho từng loại cây trồng. Không phải cây trồng nào cũng lấy từng ý nguồn dinh dưỡng, hoặc trong một thửa ruộng chỉ có một đám sâu bệnh, đám kia không bị sâu bệnh. Thì công ty Michelin của chúng tôi sẽ đồng hành cùng với công ty Hướng Dương và cùng với bà con chúng ta khắc phục và có biện pháp khắc phục tất cả các cái tình trạng có thể sẽ xảy ra. Ở đây tôi lưu ý thêm một chế phẩm, đó là chế phẩm xử lý mùi hôi chuồng trại. Và nếu như bà con nông dân làm đúng, chỉ 24 tiếng đồng hồ sau sẽ là hết mùi hôi. Nguyên lý làm việc của chúng tôi mà tất cả bà con cũng có thể hình dung được. Chúng ta muối dưa chua là gì? Ngày xưa các cụ chúng ta hay có chum bông để ăn, đến không bao giờ thực phẩm bị phát ra mùi hôi thối. Chúng tôi làm việc trên nguyên lý đó. Tất cả tập đoàn vi sinh vật này chúng tôi cũng dựa trên nguyên lý của những thứ cha ông ta đã để lại để chúng tôi làm ra cái chế phẩm xử lý mùi hôi này. Thì cứ liên hệ từ những cái mà cha ông ta đã có để chúng tôi đưa vào đây những tập hợp vi sinh vật làm được cái đó. Thế thì bây giờ chúng ta sử dụng như thế nào để cho nó có đúng, có hiệu quả? Cái này sử dụng cho tất cả các chuồng trại chăn nuôi, xử lý mùi hôi cho chuồng trại chăn nuôi, và thậm chí có thể tắm cho lợn, tắm cho châu bò. Nhưng với một điều kiện rằng tại sao chúng ta lại ngửi thấy mùi hôi thối? Bởi vì do tập hợp các vi sinh vật sinh ra mùi hôi thối phát triển giải phóng ra các loại khí có mùi hôi thối. Vậy thì chế phẩm phải đưa vào chuồng trại, đưa vào xử lý mùi hôi của phân ngay khi phân xuất hiện trong chuồng trại. Đó là yếu tố tức quyết để cho cái tập hợp vi sinh vật hữu ích này được phát triển lên trước khi mà ra ngoài không khí tập hợp vi sinh vật gây thối phát triển. Đấy thì tôi nói tóm tắt thế. Thế còn ở đây sẽ có một cái điều gì đó bà con nông dân vẫn cứ cho ý kiến, sử dụng từ cho ý kiến để chúng tôi có thể rút kinh nghiệm. Thế thì ngày hôm nay tôi xin được nói vắn tắt ngắn gọn như thế. Nhưng mà công ty Michelin cùng công ty Hương Dương sẽ đồng hành cùng tất cả các quý vị ngồi đây, kể cả không đến tận nơi được thì các vị cứ gọi điện, Zalo, email, chúng tôi trả lời hết. Tại sao tình trạng đó lại như vậy? Chúng ta đã sử dụng cái gì sai cho từng loại cây trồng? Lần cuối cùng chúng tôi rất cảm ơn chuyện
chúng tôi là những người rất yêu nông nghiệp và được đồng hành với công ty Hướng Dương, với tập đoàn Habimex và nhất là được đồng hành cùng với bà con đang yêu mến nền nông nghiệp này. Và một lần nữa xin kính chúc tất cả các vị sức khỏe và thành công trong lĩnh vực trồng trọt chăn nuôi của mình. Xin hết ạ. Thầy, ông xin kính mời ông Nguyễn Duy Phong, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Dạ Đông lên phát biểu. Kính thưa các vị đại biểu, các quý và kính thưa buổi lễ, thì thay mặt cho các vị đảng và chính quyền địa phương, thì lời đầu tiên chúc cho phép tôi được chúc các vị đại biểu cũng như toàn thể buổi lễ luôn mạnh khỏe và gia đình hạnh phúc. Về dự với buổi lễ thì thực ra là tôi rất là phấn khởi vì qua nghe ý kiến phát biểu của các vị đại biểu, rồi là cái nội dung của chương trình buổi lễ mà đồng chí giám đốc cũng đã vào đặt vấn đề của quốc hội đảng chính quyền địa phương, thì hôm nay là chúng ta đã thực hiện đúng cái chủ trương của đảng và nước, là thực hiện cái sự liên kết giữa tức là nhà quản lý, rồi nhà khoa học và nhà nông, nhà kinh doanh cũng như là nhà tiêu thụ sản phẩm, một cái liên kết mà thực ra là nhà nước đang khuyến khích và nó rất là có hiệu quả. Thì cái thứ nhất là qua giới thiệu thì tôi được biết là rất nhiều nhà khoa học đã về đây giúp bà con nông dân, người dân của thị trấn Dạ Đông ta phát triển kinh tế và dùng những sản phẩm mà để bảo vệ cái môi trường cũng như là những sản phẩm sạch. Quan điểm là người nông dân hay là người dân chúng ta cũng phải chuyển đổi cái nhận thức về cái việc trong cái mô hình sản xuất. Trước đây chúng ta sản xuất nó chỉ là ao làng, nhưng đến bây giờ chúng ta không thể có cái tư duy mà chúng ta chỉ sản xuất ao làng nữa, mà chúng ta phải sản xuất với cái tinh thần là hội nhập không những trong nước mà nó là quốc tế. Thì chúng ta phải có những cái sản phẩm mà đảm bảo đủ tiêu chuẩn không những trong nước và quốc tế, để chúng ta khẳng định những cái thương hiệu của sản phẩm của địa phương ta đúng theo cái tinh thần là chúng ta đang phấn đấu. Hiện nay thì báo cáo với đại biểu là đối với Dạ Đông thì chúng tôi đã đạt nông thôn mới kiểu mẫu và một tổ dân nông thôn mới nâng cao, và phấn đấu đến 2025 là phấn đấu là đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu, và hiện nay thì mới một tổ dân phố là đạt được cái tiêu chí là tổ dân phố nông thôn kiểu mẫu. Thì những cái nội dung này cũng rất là quan trọng để một trong những cái chỉ tiêu mà chúng ta phấn đấu để chúng ta đạt được. Thì đối với các nhà khoa học thì thay mặt lãnh đạo địa phương, chúng tôi rất là cảm ơn các đồng chí đã quan tâm, mặc dù mỗi một cung đường rất là xa từ Hà Nội về đây, đem những cái kiến thức về khoa học và đem những cái sản phẩm mà đạt tiêu chuẩn vi sinh học để về cung cấp cũng như là hướng dẫn cho bà con về cái việc mà sử dụng cái vi sinh, cái phân vi sinh này để phát triển trong cái mô hình sản xuất của từng hộ gia đình, mà để có những cái sản phẩm hiệu quả này thì đối với bà con nông dân thì tôi cũng xin phép là có ý kiến. Tất nhiên là cái việc mà sử dụng cái sản phẩm này thì đề nghị bà con chúng ta cũng hết sức tuân thủ cái quy trình hướng dẫn của các nhà khoa học, chứ không tránh tình trạng là chúng ta nếu như sử dụng không đúng cái hướng dẫn cũng như là của các nhà khoa học thì cái hiệu quả nó cũng không cao và nó cũng không đạt báo cáo vừa rồi. Nhưng nếu như chúng ta thực hiện đúng quy trình bất kể một cái sản phẩm nào
theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất, của nhà khoa học mà đúng thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặt hái thành công. Và thì trên cái cơ sở mà chắc chắn là sẽ có những cái buổi hội thảo chi tiết hơn, vì hôm nay là cái nội dung nó cũng khá dài, và cũng báo cáo với các vị đại biểu là đối với địa phương tôi thì hôm nay thì thực tế là chỗ công ty thì các đồng chí rất là chú đáo, có thư mời và có giấy mời chi tiết đến từng đồng chí lãnh đạo địa phương, nhưng mà sáng nay thì địa phương có công việc bất khả kháng, mà kể cả bản thân tôi thì đến 11 giờ tôi cũng phải xin phép là về để giải quyết công việc, mà chỉ cử tôi là phụ trách về cái mảng kinh tế cũng như là phụ trách về nông nghiệp ra dự hội nghị, và đồng chí chủ tịch nông dân, đồng chí chủ tịch phụ nữ và các đồng chí đại diện các tổ dân phố và bà con nhân dân báo cáo với toàn thể với quý vị là như thế. Thì để đảm bảo thời gian thì tôi cũng chỉ xin phép là có một số ý kiến ngắn gọn như vậy, và cũng mong muốn là cái sự liên kết giữa công ty Ứng Dương về làm tại địa phương và với bà con nhân dân nó sẽ luôn luôn gắn bó cũng như các nhà khoa học, và sẽ đạt được cái hiệu quả cao nhất để bà con nhân dân của thị trấn Giàng Đông được thụ hưởng những cái sản phẩm sạch, cũng như là khẳng định được những thương hiệu về những cái sản phẩm nông nghiệp tại địa phương. Cuối cùng thì xin kính chúc quý vị đại biểu cũng như toàn thể buổi lễ mạnh khỏe phúc, và xin trân trọng cảm ơn. Dạ, xin kính mời ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Chi cục trưởng Chi cục trồng trọt và bảo vệ, và xin mời ông lên phát biểu. Kính thưa các vị đại biểu khách quý rất xa xôi từ trên Hà Nội, rồi là từ trên Nam Định đã có mặt tại buổi lễ khai trương công ty, và nhất là các bà con nông dân đã rất là sốt sáng khi mà chúng ta tập trung ở đây có khi là từ 8 giờ, đấy, bây giờ cũng đã là hơn 10 giờ rồi. Thì tôi xin có một số ý kiến phát biểu để cho buổi lễ chúng ta thêm cái phần long trọng, và cũng như là thông qua một số cái phát biểu về kỹ thuật của tiến sĩ, thì chúng tôi nhận thấy đây là một sản phẩm mà rất có tiềm năng ở trong cái thời gian sắp tới, vì là nông nghiệp của chúng ta hiện nay đang đi trong một cái quá trình là lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học rất là nhiều. Đấy, mấy năm gần đây, nhất là sau 2017 khi mà chúng ta bị cái bệnh lùn sọc đen, đấy, các bác biết là chúng ta phun một vụ không dưới 5 lần thuốc bảo vệ thực vật. Đấy, một năm chúng tôi thống kê ở trên địa bàn tỉnh là chúng ta sử dụng khoảng 300 tấn thuốc bảo vệ thực vật, một số lượng rất là lớn. Đấy, đổ ra đồng, ra đất, ra nước. Đấy, và cái quá trình đấy thì không thể cây trồng mà sử dụng hết được. Đấy, nó sẽ ngấm vào nguồn nước và đất, gây ra ô nhiễm môi trường và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta. Đấy, thì trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2021, thì từ Bộ Nông nghiệp cho đến tỉnh cũng đã có cái hướng là sản xuất theo hướng hữu cơ, chứ chưa dám nói là sản xuất hữu cơ. Đấy, vì các bác phải hiểu là sản xuất bằng thuốc hóa học và sản xuất hữu cơ nó là một cái sự xa nhau rất là lớn. Đấy, thế nên là tỉnh cũng chỉ dám đưa ra quan điểm là sản xuất theo hướng hữu cơ, và chúng tôi là những cái đơn vị mà được giao để làm những cái mô hình, những cái thí điểm để giúp bà con nông dân chúng ta dần dần chuyển đổi từ hóa học sang hữu cơ. Đấy, thì trước hết chúng ta phải đi theo hướng hữu cơ đã. Đấy, thì rất mong muốn là công ty ngày càng phát triển. Đấy, để chúng ta có thể có những cái sản phẩm mà áp dụng được cái diện rộng nhất. Đấy, chứ thực ra thì trên địa bàn tỉnh này nói về sản xuất theo hướng hữu cơ và hữu cơ thì chỉ có một số công ty thôi, chứ người nông dân là chưa làm được. Đấy, như điển hình như tỉnh chúng ta là có công ty gạo sạch Quảng Xuân thì cũng đã đi vào phát triển và sản xuất gạo sạch từ năm 2017. Đấy, tôi là cái người đầu tiên mà cố vấn cho họ về cái chuỗi sản xuất và cái quy trình sản xuất, thì chúng tôi nhận thấy rằng bà con nông dân mình rất quan cái tâm thế là lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đấy, có khi là
cũng cứ thấy người khác phun là mình phun thôi. Đấy. Rồi là trên đồng ruộng chúng ta là không mấy khi chúng ta điều tra đâu. Đấy, cứ nói là điều tra ruộng nhà mình xong là mới xử lý thuốc bảo vệ thực vật, nhưng mà đến 90% là cứ nghe thông báo của xã, của đội, của thôn là ta mang mình đi phun. Đấy, thế nên là nếu chúng ta sản xuất theo cái kiểu gọi là kiểu cũ như thế thì thứ nhất là rất lãng phí. Đấy, nếu chúng ta sản xuất một xào, hai xào thì cái lãng phí đấy nó nhỏ, nhưng nếu chúng ta sản xuất lớn hàng 10 mẫu, hàng trăm mẫu, con số cực kỳ lớn. Đấy, thì cũng qua cái giới thiệu sản phẩm của công ty, chúng tôi cũng rất là mong muốn các tập đoàn cũng như là công ty phối hợp chặt chẽ với nhau để bà con nông dân có được những cái sản phẩm tốt nhất để chúng ta áp dụng vào trên đồng ruộng. Và cũng qua đây thì cũng nói thêm với công ty, chúng ta cố gắng là hoàn thiện cái hành lang pháp lý sớm, vì trong cái việc kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hiện nay là có rất nhiều văn bản quản lý nhà nước về cái lĩnh vực này. Thế nên là cũng mong muốn công ty chúng ta nhanh chóng hoàn thiện cái thủ tục pháp lý để chúng ta hoạt động làm sao cho đúng pháp luật. Thì một lần nữa thay mặt cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, chúng tôi chúc mừng công ty và cũng mong muốn là công ty ngày càng phát triển để cho bà con nông dân chúng ta có một cái sản xuất mà theo hướng hữu cơ. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Xin kính mời phía đại diện của tập đoàn Habimex, ông Trịnh Đình Thuấn, Phó Chủ tịch tập đoàn, lên tặng hoa và phát biểu. Thưa quý vị lãnh đạo, kính thưa bà con, hôm nay cũng là thay mặt tập đoàn Habimex cũng là rất vinh dự được về cùng với bà con và cùng với bên ở vị trí này công ty Hướng Dương, thì thay mặt tập đoàn, thay mặt bà con xin cảm ơn bà con và cũng mong rằng là cái sản phẩm của bên tập đoàn phát triển không những cái huyện cũng như Hưng Bình mà phát triển với toàn bộ của cái tỉnh mình làm sao và để đạt được cái hiệu quả, thì mong bà con cũng ủng hộ để cho tập đoàn và giúp cộng đồng công ty với bà con dùng cái sản phẩm tốt nhất. Và xin cảm ơn ạ. Kính mời bà Bùi Thị Phi Nga nên gửi lời tri ân và cảm ơn phía bên đại biểu và quý vị khách quý. Một lần nữa tôi vô cùng biết ơn các quý vị đại biểu của các cấp lãnh đạo tỉnh Nam Định, huyện Nghĩa Hưng, thị trấn Vạn Đông, các lãnh đạo của tập đoàn Habimex, lãnh đạo của công ty Vi Sinh Lichianai và các nhà khoa học đã không quản đường xá xa xôi mà trời nắng nôi thế này rồi chờ đợi nữa để dự cái lễ khai trương của công ty chúng tôi ngày hôm nay. Xin bà con là cho tôi xin một tràng pháo tay là ủng hộ và tri ân tất cả mọi người ạ. Thì cũng như lúc chờ đợi đã chia sẻ với bà con, chúng tôi về đây là mặc dù tôi là người con của Nam Định, rất yêu quê hương mình và có đề nghị với tập đoàn và bên công ty là tôi chỉ độc quyền ở tỉnh Nam Định thôi. Và cũng xin giới thiệu với bà con là tôi là quê gốc ở Vụ Bản, nhưng mà tôi lại chọn Nghĩa Hưng để mà làm cái công việc này là đầu tiên. Đó, thì các bà con và đại biểu cũng có thể là thắc mắc là tại sao lại như vậy, tại sao tôi lại không về nơi tôn chung nhau cắt rốn mà lại chọn Nghĩa Hưng. Là nó cũng có lý do của nó. Thứ nhất là tôi chọn nông trường Dạng Đông. Cái tên Dạng Đông ấy nó là luôn luôn là bình minh và nó lại là đất của nông trường, thì cái tính chuyên nghiệp của bà con sẽ cao hơn những cái vùng khác. Đấy là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai nữa là tên công ty của chúng tôi là Hướng Dương, tức là bông hoa Hướng Dương thì luôn luôn là hướng về mặt trời và cùng hướng về một phía. Mà bình minh lên mà hoa Hướng Dương mà đón được mặt trời thì nó vô cùng ý nghĩa. Ở đây nó hàm sâu một cái tâm tư nguyện vọng của chúng tôi,
xin nhắc lại một lần nữa, muốn gửi đến các đại biểu và bà con một cái lời rất tâm huyết là chúng tôi mang cái tinh thần coi ruộng đất như mẹ hiền và coi bà con như là những người thân ruột thịt. Cái thông điệp đó muốn nói lên một điều rằng chúng tôi luôn luôn trách nhiệm bao bọc và đồng hành cùng bà con. Và ngược lại, chúng tôi cũng mong muốn bà con bao dung và thân thiện với chúng tôi như người nhà. Đó. Còn hiện nay, công ty trong vòng hơn một tháng trời đấy thì khối lượng công việc nó quá nhiều, công nhân viên thì rất là ít. Cho nên là chúng tôi cũng có rất nhiều lỗi trong ngày hôm nay. Thì xin bà con là với tinh thần bao dung là thứ lỗi cho chúng tôi. Còn chương trình thì hiện nay chúng tôi đã có hai cái hoạt động chủ yếu. Cái thứ nhất là chúng tôi đang triển khai cải tạo 3 hectare đất và đang trồng, đã hôm nay đã xong được 1 hectare cây bầu bao tử xuất khẩu cho Nhật. Tôi đã có hợp đồng 60 tấn trong 3 tháng. Thì muốn gửi các bà con thông điệp này là chúng ta có đầu ra một cách rất bền vững và rất là chuẩn mực. Đấy. Nếu bà con mà thậm chí lan tỏa cái tinh thần này thì các bà con sẽ có một cái chỗ dựa vững chắc là công ty của chúng tôi, bởi vì thị phần của chúng ta còn tới 50% chưa đủ đáp ứng được cái nhu cầu xuất khẩu. Đấy, cho nên là cái việc mà bà con hợp tác, chúng tôi chỉ hợp tác. Các bà con có hiến đất tôi cũng không nhận. Các bà làm mà các bà con làm công thì tôi cũng không nhận. Mà tôi hợp tác trên tinh thần chúng ta cùng có lợi. Đó, các bà con làm công cho tôi trên đất của các bà con thì tôi chi phí tiền công. Còn tất cả những chi phí khác bao gồm cả phân bón, chăm sóc, công ty chúng tôi chịu. Lợi nhuận chúng tôi sẽ chia cho bà con một tỷ lệ thỏa đáng và chúng ta bình đẳng nhau trên phương diện hợp tác. Đây là một cách làm mà tôi nghĩ rằng là rất là mới, chứ không giống một số công ty đã từng triển khai trên cái mảnh đất này. Và tôi đã chia sẻ cái việc này với lãnh đạo của địa phương, nhất là các đồng chí ở lãnh đạo tại thị trấn, và đang trực tiếp hợp tác với một số những cái bà con mà có quỹ đất đó, thì tinh thần là rất là vui vẻ. Thì sau đây hiện nay thì tôi tạm dừng cái việc hợp tác trong 3 tháng để làm một cái mô hình mẫu cho bà con tại thị trấn Dạng Đông, tại huyện Nghĩa Hưng, cũng như là sau đây sẽ là rất nhiều huyện ở trong tỉnh sẽ đến để học tập một cái mô hình mẫu. Và như bà con đã biết là tôi được sự hỗ trợ rất là tận tình của tập đoàn Habimex, một cái sự thân thiện của công ty Michelinai, tức là cái nơi mà sản xuất ra cái sản phẩm này đấy. Đấy, đồng thời là các cơ quan chức năng của tỉnh, của huyện, của địa phương mình là cũng rất là hưởng ứng. Và hơn nữa là nó cũng nằm trong cái chủ trương của Đảng và Chính phủ là nhằm mục tiêu là nông thôn mới. Đấy, là hơn nữa là bà con ấy là chủ thể hàng đầu, chúng tôi phải hướng tới làm sao để cho bà con có một cái đời sống nó giàu có hơn, đấy, sung túc hơn. Đấy, và chúng ta cùng vui, chứ không có làm vui cho một cái chủ thể nào cả. Và đến giờ này thì cũng đã muộn rồi, thì tôi xin phép các quý vị đại biểu và bà con cho tôi một lần nữa thay mặt toàn thể anh chị em cán bộ công nhân viên của công ty gửi đến lời tri ân chân thành nhất đến các vị đại biểu cùng bà con, xin một tràng báo tay để hưởng ứng. Thì vì điều kiện cơ sở vật chất của công ty còn rất là hạn hẹp, cho nên là chúng tôi có đành phải là chia làm hai đối tượng để phục vụ. Thì với bà con chúng tôi xin có một phần quà nhỏ nhỏ để tri ân cái sự nhiệt tình của bà con. Và trong đó có giới thiệu cho bà con một cái sản phẩm là của bên Michelinai. Sản phẩm này ấy là bà con dùng thử, là nó là cái chất khử mùi hữu cơ, là chế phẩm khử mùi hữu cơ. Nhắc nhở bà con là sản phẩm này chỉ dùng cho những cái khử cái mùi hôi thối của hữu cơ nhé. Có nghĩa là nếu mà chất thải công nghiệp là chưa có thử nghiệm, nhưng mà nếu nhà ai đó mà có chăn nuôi
lợn gà rồi trâu bò, nói chung là những cái mùi hôi thối từ hữu cơ trong nhà vệ sinh cũng được, thì bà con thường dùng cái sản phẩm này thì bà con sẽ đánh giá được cái chất lượng của tất cả những cái sản phẩm khác nó tương đồng như thế nào. Đây là tính hiệu quả. Thì mỗi bà con là tôi có tặng các vị đại biểu cũng như bà con mỗi người một chai về để dùng thử. Đó. Thì xin bà con là cho hàng bắt tay ạ. Còn nhân tiện tôi cũng xin giới thiệu luôn là chị Vũ Thị Thủy là người mà tôi chọn làm đại lý cấp 1 đầu tiên của công ty tôi và đại lý cấp 1 độc quyền tại huyện Nghĩa Hưng. Thì xin mời chị Thủy ạ. Chị Thủy lên có lời tri ân với bà con. Tụi em chẳng biết nói gì hơn thì các bác bầu cho em đây là đại lý cấp 1. Thì tụi em mong các bác anh các chị trong toàn thể ngày hôm nay và mãi về sau này thì là cố gắng là sẽ dùng sản phẩm của công ty chúng em và tuyên truyền cho, nếu mà các bác dùng mà cảm thấy là có hiệu nghiệm thì các bác giới thiệu mặt hàng của công ty giúp chúng em ạ. Thưa bà con, ở đây chúng tôi là chế độ một giá nhé, cơ chế một giá, không ai được nâng lên đặt xuống trong cái giá này. Giá này là giá của nhà máy đưa ra. Nếu ai đó có một cái hành vi mà nâng giá thì bà con cũng báo lại cho công ty. Chúng tôi sẵn sàng là xử lý cái việc đó, đó là vi phạm về nguyên tắc. Đó. Cho nên là bà con cứ yên tâm. Và trong cái việc mà sử dụng sản phẩm này ở một cái mức độ nào đó thì giữa đại lý chúng tôi hoặc là đại lý cấp 1 với bà con sẽ có những cái phần hoa hồng nhất định. Thì sau này nếu bà con nào mà có trực tiếp mà sử dụng sản phẩm thì giữa bà con với lại đại lý sẽ có một cái cơ chế là hoa hồng, tức là giảm giá hoặc là tặng bằng sản phẩm hoặc như thế nào đó, thì vấn đề đấy là đại lý cấp 1 sẽ có một chính sách với bà con. Và chỉ mong rằng là bà con ấy khi mà sử dụng sản phẩm này thì nên tuân thủ đúng quy trình, nguyên tắc sử dụng sản phẩm, chứ nó không tùy tiện như là bà con dắt phân hóa học thích dắt lúc nào thì dắt đâu, mà đây nó đều có một cái nguyên lý, một cái quy trình, nguyên tắc riêng. Nếu mà sai đi thì nó lại không có hiệu quả, không thể nào mà đến bắt bạ công ty chúng tôi được đâu, mà chúng tôi sẽ cầm tay chỉ việc, sẽ có những cái bộ phận chuyên môn để hướng dẫn chi tiết cho bà con việc sử dụng sản phẩm này như thế nào. Và tôi hy vọng rằng trong một thời gian tới nữa, trong vòng khoảng 3 đến 6 tháng thì tại đất Nghĩa Hưng này sẽ có rất nhiều cái diện tích mà sản phẩm cây trồng ấy nó cũng mang tính đặc thù, nó không giống như sản phẩm bà con đang trồng đó, mà giá trị kinh tế nó rất là cao, đồng thời là cái phân bón này nó cũng là mang cái tính đặc thù, từ trước giờ bà con chưa từng sử dụng cái loại phân bón nào giống như thế này. Đấy, hiệu quả kinh tế và đảm bảo cho cái môi sinh, tức là cân bằng lại hệ sinh thái, giống như các nhà khoa học đã chia sẻ với bà con. Thì hiện nay là công ty chúng tôi cũng lại nhân tiện là làm đại lý luôn cho Michelin Life một số cái sản thành phẩm. Ví dụ như là đây là sản phẩm chè. Cái chè này cũng là chè Thái Nguyên thôi, nhưng mà lại được sử dụng một cái quy trình phân bón hoàn toàn của Michelin Life, và nó ra một cái sản phẩm sạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Và có cái sản phẩm nữa là gạo, cũng là gạo em ơi, cũng là gạo ST24, ST25, nhưng mà được sử dụng phân bón của Michelin Life, đồng thời là vừa trồng lúa vừa nuôi dươi. Đấy, thì ra được một cái sản phẩm này giá trị gấp đôi cái giá trị của cái ST25, ST24 đang dùng phân hóa học. Ví dụ như một cân gạo này mà thị trường đang bán 25 thì của chúng tôi là bán là 50.000 một ký, mà không có mà bán thì cũng giới thiệu với bà con như thế. Nếu bà con ở đây với mình là biết là có cái đồng đất ấy, nói chung là cái thổ nhưỡng
tương đồng với Thái Bình, miền Hải Thái Bình. Thì chúng tôi cũng đang có ý tưởng là tới đây chúng tôi sẽ kết hợp để mang cái mô hình đó sang đây để trồng lúa dươi, vừa nuôi dươi, thu dươi và vừa trồng lúa là ra được cái sản phẩm gạo như thế này. Đó. Thì nếu bà con nào có nhu cầu làm đại lý cấp 1, cấp 2 gì đó thì cũng xin liên hệ với công ty để chúng tôi sẵn sàng cung cấp sản phẩm. Rồi sau đây chúng tôi sẽ có rất là nhiều sản phẩm khác nữa trong một thời gian tới. Thì tại thời điểm hiện nay thì mới chỉ có những cái sản phẩm như thế này, chủ yếu là phân bón vi sinh và các chế phẩm sinh học. Bây giờ thì thời lượng cũng đã hết. Đấy, buổi trưa cũng nắng lôi rồi thì bây giờ xin là mời bà con là nhận quà. Chị Thủy sẽ trực tiếp để cũng là những người gần gũi với bà con hơn, sẽ thay mặt công ty để tặng quà cho bà con và chúc bà con một ngày mới là đầy hứng khởi, gia đình hạnh phúc. Và mong rằng giữa chúng tôi và bà con luôn luôn có một mối liên hệ gắn kết như người thân ruột thịt trong gia đình. Đấy, chúng tôi nếu có điều gì không phải trong quá trình hoạt động ở đây thì xin bà con cứ chân thành chỉ bảo để cho chúng tôi khắc phục những cái điểm yếu của mình và cố gắng làm sao để mà một vài năm tới đây thì cái mảnh đất thị trấn Dạng Đông này là sẽ là một cái điểm đến của đông đảo của các cái nhà khoa học này, rồi các cái đơn vị mà muốn học hỏi bà con về cái cách làm ở tại cái địa phương này. Chúng tôi cũng là nông dân như bà con thôi, chỉ là hơn bà con là được học tập khoa học kỹ thuật, được cầm tay chỉ việc của các nhà khoa học, rồi các cái đơn vị nhà hàng đầu đã đi trước đấy. Thì xin bà con là ủng hộ một lần nữa, là vô cùng cảm ơn bà con, để xin bà con là nhận quà. Chị Thủy phát quà cho bà con. Còn về phía đại biểu thì trăng tỏ